dương mẫu đông cuống. Tuần quan thượng ngàn thì tối linh khắp tam dưới đình thần tư phủ hội công đi đồng văn võ ý bà quan trên trời bốn phương. A Di Đà Phật, Lô Đang Xạ Nhiệt Pháp Giới Mông Ân Chư Phật Đại Hội Tất Giao Văn Tùy Sứ Kết Tương Vân Thành Bỉ Phương Ân Chư Phật Hiền Toàn Thân. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Sa Loan Thánh Giá sư hiện thành trong đền sông Sơn. Trên ngàn hải ngàn lô nhiệt minh vương gia du tử mẫu lưỡng vô hương hoa nội đắc thanh lương trí tâm kim cương nhất chu biến thập phương. Nam mô nhang cúng địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhang cúng địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa Loan Thánh Giá Đề Tạng Thánh Yên cùng thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam Xích Lân Long Nữ Ngự Đèn Đệ Thoải Cung. A Di Đà Phật, giới tịnh chân nương tuần khởi xuống thiên thượng đệ tử tiền thành kim lô phong quạnh khắc nhân luân tức ban biến thập phương định nhật ra dù biến nạn tiêu tai trường ta mô nhang vân rằng Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Đàng Vân cũng rằng Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan khơi quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cũng rằng kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trưng vừa Sa Loan Thánh Giá văn võ quần thần đức trần triều văn võ quần thần anh linh tộc phám nê ân cần để đức ông ngài giúp cho.
chân thì lệnh đế vương nghe để thế trị bình thiên trường tức mạc địa danh hải hạ dục tu trung linh tam kỳ trên thiên đình dòng mây năm vẻ dưới Việt Nam địa tú trung linh khâm sai vâng lệnh triều đình vâng lệnh triều đình khâm sai vâng lệnh triều đình vâng quyền thượng đế giáng sinh họ Trần kỷ niên đồng tí nhâm tuần mùng 10 tháng chạp giờ dần giáng sinh thấy trong pho sử Nam Minh kim phụ hoàng lân cận kính chúa tiên trưng vương lân cận giang từ bi mân chúng sinh cố ngã kim bình lễ khai quang thập kỳ diệu hay quan phụ chúa thiên tôn văn sơ sắc lên lại văn sơ sắc lên đức ông tâu đối chép biên rảnh rảnh về cho họ Đỗ Trường Sinh tôi đường sát quỷ trừ tà ông về sát quỷ trừ tà độ cho đệ tử lòng thành hôm nay độ cho và sự phạt may
đi đường đường chính chính đi. Đồng mì cuồng công chúa giang
sạc nhi vào lãnh tộc nghề phúc lành quyền cao biên xa ủy màn trao dưới trường chùa giáng chân nề thoáng nghe vòm mùi hương ông thì hào sáng khắp phố phương thì yêu
sắc hiện hình bách bàn. Sách tiên chủ trên ngàn lục lầy hoa phép màu ta dày thân quái sắc phòng thường đặc tối linh.
trình vua cha trình lên tới cửa chùa bà Bye.
thường chắc giang hiện hình bách nghe ban danh tiên chúa trên ngàn nỉ lừng lầy hóa phép mô đã xây thần oai sắc phong thượng đằng tối linh ý à. Thank you.
chảy non ba. Come on.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời giàu sang. Thank you.
nhiệm màu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân bước đang vào ra sớm chiều hiền hồ tây đang chịu lưng đèo ơi à. Bang 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 chưa chưa
môn hành phấn hương hào hoa. Con sông thao xì vào sóng vỗ nhẹ nhàng vào uốn lượn vào đất phong châu. Có chè xanh thơm ngát một màu khi chơi đồi cỏ khi vàng hương sâu. Thank you.
nhập ca đàn, gọi hồn đi non nước suối ngàn thua xưa. Linh tiên khí thần đi cơ ứng khẩu phép nhập hồn, tính tàu ai hay có thì có từ mạnh mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phen giao sư cùng đích thì ai có lòng tỉ hỉ hữu duyên in ngon Oh.
rườm rà rẽ đôi cánh phượng đẹp cong cong uốn ly lượn đường tơ chưa thắp xinh xinh để liễu thân Hãy subscribe.
sau lưng theo người theo đi về. Xem ra đây mà xem chưa tháo uống rượu cần bán mương ta ơi, bán mương ta ơi, ra đây mà xem, ra đây mà xem chưa tháo đã về rồi. Trăng lồng dâng ngày một đĩa trầu nồng, rượu cần uống mãi cho lòng được vui. Tắc kè dóng già cầm
cầm canh nghi đàn ông lấy mật vây quanh nghi đàn dưới chân núi măng nghe giang măng nửa cùng măng tre nằm lý mọc thương bay về chùa sung sát vực cây đi nghe
được một tuần nhang tâu về thoại phủ các bạn các tòa thiên đình thoại phủ Diêm La. Thoại phủ Diêm La tâu về thoại phủ Diêm La tâu về bát thải vua cha động đình vốn dòng quan lớn thoại cung. Gương thần
ba thước xoay ngang dọc. Chỉ dây trời Tây quay quan tam phủ người lấp biển Đông. Chân lạnh giang để tam hoàng tử xưng hùng, tòa thủy tộc vương tam tích mệnh. Mầm nồi dậy sông tuôn trào, nước xoay mênh mang. Quan đệ tam về cho tới lạnh giang, nước rẻ đôi dòng quần quần mình mang. Trước điện ngọc hương đăng ý trầm xa, trên bào tòa ngọc điện nghiêm trang, thành tâm dâng tiếng tuần nhang, thỉnh mời quan lớn mà đệ tam đáo đền. Trong vẻ lặng đất lạnh giang danh thắng thiên nhiên, đặt bầy địa thế tự nhiên, trung linh dục tú mà khí thiêng hồi về. Dày vang khắp vùng thank you.
tướng mạo uy hồng lẫm liệt, đức nghĩa nhân khí tiết hiên ngang, long đầu hổ đấu rõ ràng, lạc hồng chính vị tôn quan ni cổ chi. Trần dẹp loài cuồng sân, đội súng đồng ba quân dòng già, chiến thủy binh các ngã tiến công, mà bộ binh kỳ mã tiến công, hỏa bài hiệu lệnh giáp vòng bùa phi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan các quan tỏ văn hư võ tướng ban đã đạt lệnh triển văn võ đôi hạ thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh triển thiên đội phạt cơ văn sơ dâng lên thương lại văn sơ dâng lên trình quan đề bộ chép biên rạch rạch phê cho họ Đỗ Trường Sinh về. Lại thêm một chữ đáp ninh họ trường hồ cho dũng mạnh đôi đường về. Dũng mạnh đôi đường đồ cho dũng mạnh đôi đường thân cũng khang tài tương thượng để đa độ cho phú quý vinh hoa. Những người
sĩ tài danh, chí tuyệt trốn
kỳ cung oan vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ân. Làm đảo lộn chẳng cùng đen quan quan tuần ngày oan người oan vì ong bướm là lơi chiết hoa đoạt phù tối trời không dung sang bờ hỏi
trêu người vì đâu. Hỏi có cây sao mưa dầu nắng dài, phần tốt tươi hà ngày phong ba. Cỏ cây ơi thấu hiểu lòng ta, dân đi cùng thủy kiệt sương xa lạnh. Điện thánh thường ngàn tiếng dâng văn tiếng thánh
tòng nề thành xa sông hóa quê nhà chỗ năm sông hóa quê nhà chỗ năm vui cảnh nhớ được tà sơn lâm thành xa chùa lưu cung nương sắp phòng
lòng đêm tốt tươi dương già, ta đi danh lập quả.
lòng tay có lòng tay cho người ban sang ước phương tụ họp để đã mang ngày ban đi cho tiền tốt mưa dày bồng lâu chờ lắm về đến đây càng nhiều cho ban cho giải nhất giang nhiều chúng ai tại lầu chùa ban lúc lúc tan trên ngàn
Sương chiều ngàn năm mùi hương, chim kêu vườn hót.